Nghệ thuật và bonsai, cung cấp dụng cụ làm cây chuyên nghiệp. Liên hệ ngay hotline để được tư vấn. Làm cho Tuấn thì chúng ta. Dạ. Kinh nhờ. Ui, ở cái nhà VIP thế này. Ui, ui, đại gia đó. Đại gia toàn dưới, toàn dưới cụ. Đẹp đấy. À, anh chào. Em nghe ngắm cây giáo nhanh thế nhỉ? Nhanh thế, cứ đâu thấy nhà đẹp là thấy anh ngay nào nhỉ? Đây vào uống nước. Anh chuẩn bị đâu nhỉ? Sáng nay tao đến từ sáng tao bị xịt lốp ở Linh Bình. À, xịt lốp à? Ngồi đây cho mát. Anh làm cái chỗ chỗ này là nấu ăn ngoài luôn à? À, nấu ăn ngoài. À. Nấu ăn này vừa ngồi chơi. À. U hai ba thứ. À, trong nhà cũng được, ngoài cũng được đúng không? Con của ai? À, con của anh à? À, cây hoa giấy ác nhỉ? Đi về hướng tây nam, sau đó rẽ phải. Trời ơi, bây giờ vẫn còn đi về hướng tây nam. Vẫn đang định vị. Đang định vị vào Liên Hồ. Châm bầu à? Ôi, châm này ác đấy. Nghe. Yeah. Châm này quá ghê gớm đấy. Hả? Ôi. Này đường kính phải mét mấy? Xin chào cả nhà. Cái này nếu mà tính đường kính không nó tầm mét 8. Đường kính không nó là gì đường mét. Đường kính thân chắc phải tầm 1 mét 3. Hả? Mét 3 thôi. 2 mét 3. Mét 3, mét 4 gì đấy. Đường kính thân á? Cứ nằm ngang là biết. Không bao giờ còn 3 con là 3 con là nằm hơi 50. Hơi 5 mét, 6 mét rồi. Thì đây là 57. Ừ. Ba thằng mày cũng phải là kia ba đấy, còn 5 mét 7 à? Không, tính thế không ra. Tính làm gì cho nó ra để làm gì? Nó về, chỉ có bắt chó với nhà mày. Ôi, chó, nó sủa. Cái không gian đẹp quá nhỉ? Đây là lần đầu tiên đi về đây. Ôi mini này đẹp quá. Phôi này thì rậm tùm luôn. Không gian tuyệt vời. Ui giời ơi. Nhà đẹp quá. Mơ ước của Quốc Anh ấy. Hả? Nhà làm việc lớn rồi. Thế à? Đổi nhà lấy cây hết. Đổi nhà lấy cây rồi. Cố gắng lên. Cái gì? À, cây sang à? Cái hoa đẹp nhỉ. Đi ra ngắm cái cây sang. Bạn Quốc Anh bạn ấy kêu là cây sang rất đẹp. Có một cái cây kỳ đá kìa, nhìn dáng phiêu phết. Đây ngắm cái cây sang. Ừ, cây hoa của cái này đẹp nhỉ. Thế à, ngâm rượu à? Ngâm thuốc à? Chứa được nhiều thứ à? Ai chà. Cây đang phát triển khỏe quá. Nhiều lá đang bánh tẻ. Không gian vườn tuyệt vời. Cái là cây thì anh ấy cũng chưa đầu tư sâu. Cái này ghép chưa?
Chưa ghép siêu hòa. Chưa ghép. Mới chỉ coi như là thay đổi. Yeah. Chưa ghép. Rồi. Không dạ, ghép thì không ghép. Hỏi nhiều quá rồi trả lời thật. Không ghép mình sao mà nó ra hoa được như này. Ừ. Đẹp thì hoa bằng lăng. Rất đẹp. Đây, em thấy cái bằng lăng này. Nhưng mà những cái này vẫn nhỏ. Nhiều cây bằng lăng to đẹp lắm. Nè, yeah, bèo miền Trung đúng không? Cực kỳ phê luôn. Không gian tuyệt vời. Đây có cốt xanh này già phết này. Lùn lùn lùn. Xanh quê. Bắt vào đây này ngắm đi. Mấy cây xanh năm điểm. Rồi. Thần lực chưa? Dễ to đùng. Này cái chất da nó kiểu gì nó lại ra màu này nhỉ? Cái chất da kiểu gì nó ra màu này? Khi đạt tuổi thì nó màu gì? Không, cái màu nó kiểu nó kiểu nó chưa đạt, nó đang ở dưới đất nó đánh lên thì nó sẽ bị sượng một giai đoạn kiểu giữa. Không, cái... tôi không nói là cái sượng, thường cái màu nó khác. Cái này nó lại kiểu nó thâm thâm. Đấy, nó là cái cạnh hay ở bồn ấy, xong rồi cái đánh nó lại thâm, nó lại đen đen. Buồn cười. Nó chuyển chậu nó cũng bị. Thường thường là nó vẫn màu xanh hoặc là nó kiểu tái tái ấy. À đây nó xám xám hẳn. Ừ đây nó lại kiểu màu xám xám. Đây nó chưa đạt tuổi, nó chưa đạt hết yếu tố. Úi dồi, yêu xanh quê. Giang làng. Đấy dễ dễ dễ. Kinh nhờ. Dễ mắc võng ấy. Khổ quá anh Phương ơi, anh cứ quay như thế này làm sao mà em đăng lên còn ai xem nữa hả anh ơi? Hả? Khổ quá em, quay là em đi câu view còn anh quay bây giờ chơi chơi mà. Đấy. Có quạt trên xe đấy. Lương nó chỉ chặt hôm nào không vừa mua được nước. Hôm nọ là xin được còn gì nữa. Một cái cây xanh cũng mới được ký đá này. Dáng cũng đẹp. Cái đường hoành chạy rất phiêu. Đây cũng xem cái nét đá này. Dễ bắt cũng khá hay. Hàng động. Có cái rễ này cũng kỳ. Mặt dáng cái này đẹp. Tỷ lệ chuẩn. Già nhé. Cây được đấy. Được cái này dáng được. Ừ. Dáng đẹp. Dáng đẹp lùn cùng hơi hơi giống cái cùng long nhỉ. Thân trên thân trực thì cung một cung một cây long. Ừ. Cái này sợ có phải là ngày xưa nó biến nó mới ra cái này không? Đâu có phải long lùn trước không? Không phải long. Thì thực tế cái cung này là cái này là mới. Ừ. Chuyển nuôi chuyển là mới là mới. Là mới là mới. Đúng rồi đấy. Cung long gần như ngày xưa thì ai cắt chuyển. Được, cái này đẹp. Yeah. Được. Cái này hay. Dạ. Phương vào đây lần nào chưa? Vào mấy lần rồi. Ui giời. Đã vào mấy lần rồi giờ người ta mới vào.
không vào nhiều thế, chả chia sẻ cho anh em gì, giấu thế à? Hoa Linh Sam à, vào đây xong lại còn đi chơi với nhau nữa rồi. Thế ông Phương ông bảo ông vào đây chơi mấy lần rồi. Ui, chơi nhiều lần rồi. Thằng lại đi tham quan với cái vườn mới. Dạ. Động viên mấy anh vào chơi cây cho máu. Ui lâu quá không xem cái hoa 10 giờ. Tuyệt vời. Hoa 10 giờ. 10 giờ là nó nở. Bây giờ nó bắt đầu nó lụi rồi. Sáng mai nó lại hoa rực rỡ. Thích hoa 10 giờ. Đây là vườn kia. Không, em thích ngắm mấy cây này hơn. Cô anh ơi, cô anh ra xem cái đây này. Hả? Tôi bảo là ra xem cái bộ quân này này. Nó kinh khủng chưa? Thế là bác này, bác cái chơi nó cũng thích cái đồ độc vị lạ này. Ừ, cũng thích chơi độc lạ. Cái bộ quân này nó quá nét luôn. Ừ. Quá nhiều năm nó phải... Kinh khủng nha, kéo ơi. Ơ, cái này nó có cả hoa, cả quả mà đúng không? Có hết. Người ta ở trong mà mình gọi là bộ quân, ở đây người ta sẽ gọi là mận quân. Dạ, yeah, mận quân rồi. Như thân như này là quý rồi, quá quý rồi. Nói về biệt thự thì người ta hay có. Ừ. À, đây có cả xanh nữa, xanh cái đấy được không? Cũng lù lực lực phết. Đấy, đấy, đấy. Cổ đấy, cổ đấy. Cái lòng này nó hóa kiểu gì ấy nhỉ? Hóa kiểu đấy, cổ nó rụt cả. Không, cái kiểu nó buồn cười đó. Đấy, người ta là chỉ làm ba tay một ngọn là xong phim. À. Thân thì bé tí mà trên đấy cành chốt với cành hai, cành nào cũng to luôn. Giờ. Mấy cây dưới mà làm xong này thì cây của Toàn Nguyễn này cũng bé. Xoay đường nét. À, cái đầu cổng cái này đẹp đấy chứ. Cây này cũng hoàn thiện hết rồi đấy nha. Đấy, cái này là vào cổng hay là nhìn thấy ngay. Rất đẹp. Mà tôi thích cái nhà này hơn, cái nhà này đẹp lắm. Nhà này quá đẹp luôn. Hôm nay tôi với lại Quốc Anh lại vào Nghệ An dự cái buổi bế mạc triển lãm Quỳnh Ngọc Quỳnh Lưu. Đã thành công tốt đẹp rồi và hôm nay thì bắt đầu trả cây. Đi vào đến đây rồi. Vào thị trấn thì vào thăm vườn ông anh. Đấy, cũng là một đại gia luôn. Đại gia, nhà lớn thì gọi là đại gia đấy không quý vị. Quá đẹp. Ui giời. Anh mà chơi cây thì một cái thị thì bay đẹp cực. Cây thị này chả đẹp à? Nha. Yeah. Đây xem à. Anh Tuấn anh bảo cây lộc vừng này có gì không? Thân nộng to. Đẹp quá, đẹp quá. Rồi. Cây xanh này giống Huyền Phượng Vũ chưa này? Đang đậm đến cho nên là bản quyền người khác rồi. Thế à? Nhưng mà cây này điệu phết đấy. Dáng đẹp đấy. Quay anh ạ.
Rùa ở đâu? Cái này anh mua lâu chưa? Cái này mua 2007. Mặt bên này mà nó được như bên kia thì có phải chết không nhỉ? Anh à? Hai bên này mà được như bên kia thì 2007 là anh mua ấy. Mua 500.000 đấy. 500.000 à? Thế nhặt được cần gì? À, về anh dừng lên hồi thôi anh đánh cái cành cái thằng Phương vào nó bịt mồm nó cười. Mày thì mẹ mày 10 năm rồi mày biết chứ bà mày. À. Anh hồi xưa anh lấy cái chặt mắc á, chặt mắc phơi áo á. Vâng. À. Anh cuốn anh bắn lần nhau lần thiết là nói đi. À. Bịt mồm cười nói mẹ. Mày làm cái lò xo là gì? Lò xo đấy. Ông giờ lò xo này đẹp. Lò xo. 500.000 đó Hoàng Thiệp ạ. 500.000 à? 500.000 Việt Nam đồng 2007 á. Thành tác phẩm. Mặt bên kia cái này mà được như kia thì ngon. Dạ. Yeah. Tại vì khi anh trồng trong kia thì mảnh bỏ mặt. À. Một năm Việt luôn lực. Già lắm. Già. Có thể che đậy này. Ơ nhưng mà cái có cắt đi không mà sao nó bé thế nhỉ? À cắt. Cốt như này thì chắc chắn là cắt. Nhiều loại, nhiều dáng mà thấy một dáng. Đa dạng. Ok, tuyệt vời. Đi tham quan một cái khu vườn mới. Rất đáng yêu, rất tuyệt vời. Nhà anh đại gia, rất giàu. Bây giờ cây hoa giấy này ác đấy. Quá kinh luôn. Kinh khủng cây hoa giấy. Đẹp quá. Đặc biệt cả nhà.